Rồi như vậy ở chỗ này bức hình của chúng ta mà muốn xóa đối tượng này thì nó có nhiều nhiều cách lắm. Giả sử như mình xóa mà đơn giản nhất thì các bạn chọn công cụ. Rồi. Bây giờ các bạn nhấn delete nhé. Chú ý giùm cho thầy. Khi chúng ta nhấn delete thì nó nổi cái bảng này lên. Khi nhấn delete thì nó lại nổi bảng fill nhé. Ok. Xong. Được không? Rồi, tương tự như vậy. Delete. Xong. Nhưng mà như vậy Không có tạm ổn không? Tương chưa đối đúng không? Tương đối thôi. bạn, Bởi vì nhưng cái mà bị cọc đường đường gỗ này nó bị cong. Như vậy thì nó có trường hợp tại sao các bạn xóa thì nó lại chọn fill. Tại vì cái bức ảnh của chúng ta, cái mà chúng ta đang nhìn thấy nó là background. Chứ nếu trong trường hợp nó không phải là background mà chúng ta double click vô đây, nó sẽ chuyển cái này thành layer cong và chúng ta chọn xóa. Mà được không? Nó khác giữa cái chỗ là layer không với lại cái background. Giả sử trong trường hợp này, nếu như các bạn chọn đối tượng mà các bạn chọn kỹ hơn tí, chọn kỹ hơn tí thì cái đoạn này nó xóa sẽ ổn hơn. Đó, tức là cái vùng chúng ta cần xóa là chúng ta chọn kỹ vào. Rồi khi chúng ta delete thì nó sẽ hỏi nè, với cái phần mà sử dụng hình để mà tô lại á, trả lại á, thì sẽ sử dụng cái gì? Sử dụng màu vẽ, sử dụng màu nền hay sử dụng một cái màu khác, hay là sử dụng pattern, hay là sử dụng cái trước đây chúng ta sử dụng, hay là màu đen, hay là màu xám hay màu trắng. Đó là những cái này chúng ta rất là dễ biết đúng không? Còn nó sẽ nói là sử dụng cái content anywhere, tức là sử dụng những cái dữ liệu xung quanh, sử dụng những cái dữ liệu xung quanh. Rồi mức độ hòa trộn thì giống như là chế độ hòa trộn của laser, chúng ta chọn normal là khi mà tạo lại thì không có hòa trộn gì hết. Chất lượng bao nhiêu phần trăm? Ok, như vậy thì nó đỡ hơn đúng không nào? Chỗ này nè, đó, cái này nó giống như là nó tìm kiếm xung quanh, coi như cái hình này nó cũng bỏ luôn nhé, cái sọc gỗ này nó bỏ rồi, cho nên nó tìm kiếm những cái vùng xung quanh nè, nó thấy nó có sọc sọc vậy là nó sẽ tự động nó tô vô đây. Đó là một cách mà chúng ta làm rất là đơn giản, có những bài mà người ta hướng dẫn như vậy. Bây giờ chúng ta làm cách khác mà nó sẽ dễ hơn thì chúng ta chọn filter, các bạn chọn ở đây washing boys, và công cụ này nó sẽ cho phép chúng ta tạo, đầu tiên là các bạn muốn sử dụng được các bạn phải tạo cho thầy một cái lưới. Cái lưới này nó cho phép chúng ta phối cảnh, chú ý nha, lưới này phối cảnh. Như vậy chủ yếu là các bạn sẽ vẽ cái lưới làm sao nó theo cái phối cảnh nè. Ví dụ như cái mà chúng ta đang nhìn thấy thì đa số là cái miếng gỗ này là nó bằng nhau đúng không nào? Mà chúng ta chụp từ đây thì nó lớn mà nó nhỏ dần, tức là cái hướng phối cảnh. Các bạn học những cái môn mà liên quan đến phối cảnh á thì chúng ta sẽ chọn cái đường vẽ bắt đầu từ góc. Các bạn sẽ chọn đường vẽ bắt đầu từ góc này. Lên lên đây, các bạn thấy cái đường chỉ xanh của thầy không? Này, rồi, nó đi theo cái đường biên gỗ luôn nhé. Rồi mình chuyển qua đến bên này cũng được. Đây thì nó sập xuống đây. Đó. Chuyển rộng ra luôn. Cho cái vùng rộng của vùng vẽ của chúng ta nó rộng hơn. Đây đúng không? Đó. Rồi. Như vậy thì cái phần bao của cái cuộn dây là chưa có thì mình kéo vào đây, mình kéo ra. Đấy. Các bạn thấy là nó cũng đi theo đường thẳng hết. Cầm đây mình kéo ra. Đó.
Như vậy là chúng ta đã có được phối cảnh rồi. Phối cảnh. Bây giờ chúng ta sử dụng công cụ này, Plant Stem. Bản thân công cụ này là ở bên ngoài nó có nè. Đúng không nào? Công cụ này các bạn sử dụng chưa? Rồi. Ừ, rồi. Như vậy thì ở đây, ở bên ngoài nó cũng có. Tí nữa thầy quay ra thầy nói lại công cụ này. Bây giờ ở bên trong nhé. Công cụ này để sử dụng được thì chúng ta phải có một cái điểm làm mẫu. Một cái điểm làm mẫu. Rồi chúng ta sẽ click Antanas, phím ALT ha. Chúng ta giả sử chúng ta muốn xóa cái chổi này đi thì chúng ta sẽ lấy cái hình ảnh từ phía trên này nè. Được chưa? Nhấn Antanas giữ luôn nhé. Click chuột một cái. Rồi thả Antanas ra. Bây giờ các bạn kéo đến nè, giống như là các bạn đang mang cái miếng gỗ này đi, thấy không? Rồi, mình đặt vô đây. Đó, hồi nãy mình lấy hình như là nó đây bên này. Đó. Được chưa? Được không? Rồi, bắt đầu lít chuột nè. Kéo. Kéo. Thả. Được không? Được. Như vậy thì cái đường sọc của chúng ta nè, nó tự động nó phối cảnh cho chúng ta luôn. Nếu như mà càng về sau thì nó tự động nó nhỏ lại. Và chúng ta chỉ cần làm một lần như vậy thôi. Khi thầy di chuyển, các bạn thấy hai con trỏ di chuyển không? Một con trỏ là lớn nè, một con trỏ màu xanh xanh nè. Đó. Như vậy con trỏ xanh tức là cái nguồn để chúng ta copy. Còn con trỏ màu trắng tức là vị trí để chúng ta dán đến. Như vậy ở đây nếu mà chúng ta vẫn giữ cái đó, chúng ta không cần làm lại gì hết, không cần nhấn Antanas lại. Lúc nãy là chúng ta copy từ bên này đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta đưa con trỏ chuột xuống tút dưới này nè. Nó vẫn đúng theo cái đường phối cảnh của chúng ta. Và chỉ cần click chuột, mình kéo và mình xóa cái đoạn dây này đi. Rồi, như vậy là mình đã xóa xong. Trời ơi, hay quá thầy ơi. Rồi, cái đoạn của mình xong thì cái công cụ Clone Stem này mình đã hoàn thành cái bài của mình. Tại vì lúc đầu mình thấy là cái mẫu của nó như thế này, chỗ nào thì nó không bị loang đúng không? Nhưng mà lần sau mình thấy nó bị loang. Nhưng mà tại vì mình thấy cái hình ban đầu mình mới thấy nó loang. Còn nếu như mà mình chỉ thấy hình như vậy thì chắc chắn mình không biết. Đúng không nào?